Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Sư Tổ Sư Tam Giáo Đạo Sư Phật Tổ Quan Âm. Phục khi thành Nam Giang Dương Tô Công Khổng Tử Thích Thập Hiền Bát Bộ Thần Tiên, ông Duyên Hữu Thành Quỷ Cốc Chuyện Thành Chi Thánh Chị Thành Lộng Lại Chuyện Kiên. Con mời Đức Quan Thánh Đại Quân về đây, con trình các vị Phật. Con có sát tướng và các vị, con ở bên sát tướng là bên Chi Thánh Chi Thành và về đây. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chi Thánh Chi Thành Gây Quan Hỷ, Tạch Xá Tịnh Quang Minh, Hung Sự Quá Chi Kiết, Phước Lập Họ Trùng Tăng. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban hành Đạo Duyên Minh Thánh Kinh khắp trong trời đất, Thái Thượng Lão Quân Tam Giới Sanh, chúng sanh ngũ ngạc lâu điện thần, ngũ hồ tịnh tứ hải, nhật nguyệt đổ tinh thần, thiên hạ thần hoàng thí phù định, dạng phương thổ địa các tình hành, trị niên trị ngoạt tướng trị nhật trị thời thần, dạ sai 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 dịch lệnh hậu khí quân, giảm lại giam sát bắt hào kỳ phân hội đồng gia trạch thần trước tư mạng quân, như hữu kiền tụng nam và nữ, tóc tóc báo di dân quạt tứ phước chữ thọ, ấn như giữ tồn chư thần nghe đẹp vui thay lại trong nhà cửa ngày dài quang minh. Hiện giữ quá chuyện lành là thêm phước thọ dần lên trên vì Thái Thượng Lưu Quân cùng trong tâm giá chư thần. Đây nè, chỗ cắn là tao hỏi mày gì nè. Nè, đàn ông, cái này đàn ông ha. Dạ. Nếu mày đàn ông thì mày gặp con nhỏ này. Nè, con nhỏ này nè ha. Nè, chỗ cắn nè. Đàn bà mà, ủa con gái thì nó gặp thằng này nè. Cái này là mắt dưới nè. Mắt đằng dưới. Mắt dưới đó. Kêu mà, cái này là nếu bị vô mặt thủy là nhập nhỏ này ngồi nói chuyện hoài nè. Dạ. Cái chàng dạng cái nó xuống dưới nửa đêm nó giết gì đó là bị thằng này nè. Là mình dùng cái bùa này đặng bùa là bùa này mày ép nó là nó ra liền, gỡ nó đó. Đây này, như thằng này nó uống thuốc sâu chết về phá gia đình hoài nè. Dạ. Người ta mới gửi đây này, như đây nè, đây nhóc cái đó nè, vậy nè, cái này thằng này xe đụng nè đó, ta gửi đây chàng ơi, vì nên ta gửi đây mình bỏ vô đây, và chừng nào mấy ngày tốt á, mấy ngày lớn á, mấy ngày gầm lớn mình thả nó ra, nó trở về tu hành là mình thả nó ra vậy thôi chàng ơi. Tu hành là trở về thì chặt thả nó ra. Cái này con đụng được không sao? Không có nhầm gì hết. Dạ, con được đụng ha. Mở ra coi cũng không sao luôn. Dạ. Như vậy là hồi xưa tới giờ ông Sáu nhốt bao nhiêu vong linh trong đây rồi? Biết bao nhiêu mà tính, trời ơi. Là nhốt rồi thả, nhốt rồi thả. Nhốt rồi thì gầm lớn thả, như gầm duyên, gầm bảy, mà gầm mừ. Thả ra. Dạ. Mấy ngày đó thả cho người ta. Đâu có cho nó ở tù hoài được. Trở về tu hành thì thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin gửi lời chào ông Sáu ạ. Ôi mà con. Dạ, thưa ông Sáu, ông Sáu cho con hỏi thăm á, khi mà con bước vô đây á ông Sáu, thì con thấy cái am cốc của ông Sáu á, khá là giống như là nhiều tượng ông Sáu. Ông Sáu cho con hỏi thăm như vậy là ông Sáu tu tập ở đây được bao lâu rồi ông Sáu? Thì mà hồi giải phóng giờ coi. Hồi giải phóng đến bây giờ như vậy là trên 40 năm không Sáu? Trên đèn sách vậy là trên 50 năm rồi. Còn mà học thầy, ông thầy đó là ông thầy Bà Lứ Châu Đốc cậu ông Cấm á. Dạ. Cũng như hôm qua có đứa em hỏi đó. Theo ổng là hồi giáo ổng 3 năm trời tại am ổng đó. Thầy Bà Lứ á. Dạ, như vậy là ông Sáu là đệ tử của ông Bà Lứ. Đệ tử ông Bà Lứ. Chàng ơi, như vậy rồi ông Sáu gành về Bùa Lỗ Ban dữ lắm không Sáu? Gành chứ. Dạ. Ôi trời này. Dạ quá, thánh thần đồng minh. Ở đây thì mình có tượng Ngài Di Lạc với Phật A Di Đà không sao? Phật A Di Đà với là Tam Thế Chí Bồ Tát ha. Dạ. Bên mình là có ông Địa Tạng đó. Bên này có Địa Tạng hay không sao? Có ông Phật Thích Ca đó nằm á. Phật Thích Ca nằm. Ừ. Ông đó tôi thỉnh ở núi Sập bây giờ đó. Là ngày Phật nằm này không sao? Phật nằm đó, ở núi Sập á. Là lâu chưa không sao? Này cũng 50 năm, 60 năm rồi. 60 năm à? Ừ. Chàng ơi quá quý. Như vậy thì ông Sáu cho con hỏi thăm á,
Vừa rồi con được biết ông Sáu là đệ tử của ông Ba Lưới ông Sáu. Đúng. Như vậy thì ông Sáu có thể làm bùa lỗ ban mà về cái gì ông Sáu? Làm về ma tà. Chị ma tà. Dưới nhà cửa ai mà bị ếm đối này kia đó thì làm thôi, chứ còn không có phá phái người ta. Ông Ba Lưới thì ông có dạy, ông chuyên nghiệp, ông dạy cái nghề đó. Như con cái mà vợ lớn vợ nhỏ đó là ông làm thôi. Ông Ba Lưới thì ông chuyên nghiệp nghề đó. Có ông, nghĩa là ông Sáu ông vô năm 16 tuổi mà quánh cọp mới giành được cái. Dạ, như vậy có nghĩa là ông Sáu có thể giúp người ta gỡ những cái thư yếm. Em thư vậy. Dạ. Chứ còn mà phá phái là không có. Dạ. Ví dụ như ma. Ma là này kia đó. Ví dụ như người ta chết tự giận hay là uống thuốc xong này kia đó, về phá phái dòng họ người ta đó. Mình làm giùm, bỏ vô cái hòm ở đó, đó cái hòm ở đó. Cái hòm này á không sao? Cái hòm đó. Cái hòm này là để làm cái gì không sao? Để cái mấy người mà phá phái đó. Dạ. Yeah. Mấy người ví dụ như tự giận uống thuốc sâu này kia đó, phá phái đó, bắt cái hồn bỏ đó. Trời ơi. Bắt hồn bỏ đó. Rồi như vậy rồi cứ cái, mở nắp ra thì nó bay cho, ra không sao? Không, đang cho tu hành. Tu hành rồi đàng hoàng mấy ngày gầm lớn á. Dạ. Yeah. Gầm lớn mình thả lên cho người ta trở về núi non. Vậy thôi. Có nghĩa là ông Sáu khi mà bắt được những cái vong linh. Vong linh. Thì ông Sáu bỏ vào trong đây. Bỏ trong đó. Chàng ơi, con bắt đầu sợ sợ rồi ông Sáu. Đây nè, gọi đi, gọi xác vô. Dạ rồi. Đây. Đây này, như thằng này nó uống thuốc sâu chết về phá gia đình hoài nè. Dạ. Người ta mới gửi đây. À, như đây nè. Đây nhóc ở đây nè. Về nè. Cái này thằng này xe đụng nè. Đó, ta gửi đây. Chàng ơi. Vì nên ta gửi vô đây. Gửi đây mình bỏ vô đây. Và chừng nào mấy ngày tốt á, mấy ngày lớn á, mấy ngày gầm lớn mình thả nó ra. Nó trở về tu hành là mình thả nó ra, vậy thôi. Chàng ơi. Tu hành là trở về rồi thả nó ra. Cái này con đụng được không ông Sáu? Không có nhầm gì hết. Dạ, con được đụng ha. Mở ra coi cũng không sao luôn. Dạ. Như vậy là hồi xưa tới giờ ông Sáu nhốt bao nhiêu vong linh trong đây rồi? Biết bao nhiêu mà tính, trời ơi. Là nhốt rồi thả, nhốt rồi nhốt thả. Nhốt rồi thì gầm lớn thả, như gầm duyên, gầm bảy mà gầm mười. Thả ra. Dạ. Mấy ngày đó thả cho người ta. Đâu có cho nó ở tù hoài được. Trở về tu hành thì thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó đó. Cái đó là người ta lấy xương lại rồi đó. Xương không à, xương người ta không à. Còn ở trong đây không Sáu? Hết rồi. Nó lấy hết rồi. Dạ. Xương người ta không à. Nam mô A Di Đà Phật. Wow, như vậy là ông Sáu mỗi một lần đi bắt một cái vong về thì ông Sáu sẽ mang theo một cái hòm này. Không có mang theo, người ta đưa cái hình cho mình. Dạ. Cái hình. Đưa cái hình cho ông Sáu. Đưa cái hình rồi mình về bắt hồn rồi bỏ vô đó. Bỏ vô đó rồi mấy ngày gặp lớn mình mới thả. Rồi tối đêm nào cũng cúng kiến gì đó. Nhờ ông địa tạng đó đó, ông đó đó. Nhờ ông địa tạng chấn giữ. Ông dẫn đi, ông giữ. Do ông giữ mà. Ông giữ, ông đem xuống dưới tội phước này kia thì gỡ tội giùm. Nhờ. Ồ, khá là tâm linh luôn Sáu ơi. Bằng đêm mà mày ngủ thì mày không ngủ đâu. Nó thảy đá trên nhà, nóc nhà nè. Nhờ. Còn hôm này nè, hôm này thảy đá nóc nhà. Thảy đá trên nóc nhà không sao? Thảy đá thì thảy đá nóc nhà. Dễ gì? Xin rồi nè. Chút coi nó xin rồi đó. Dạ. Nó xin qua bỏ đó. À, như vậy là cái này là người ta xin số hay không Sắc? Nó xin số đó. Ở đây là mình nói đúng ra, như mày như mấy người quay phim đây là không có xin số xin má gì. Dạ. Nhưng mà xứ khác người ta lợi, người ta lại người ta hỏi mình thì mình sẽ cho đi. Có nào đâu phải người ta ăn cắp ăn trộm gì mình đâu, người ta lại người ta hỏi người ta cúng người ta kiến thôi, người ta xin số, người ta xin bọng gì kệ người ta. Dạ. Mà mình cho người ta thì cúng kiến người, người ta muốn xin gì người ta xin kệ người ta, chứ mình đâu có nói gì. Nhưng mà ông thần tài ông thổ địa này linh không ông Sáu? Linh lắm. Dạ, ông Sáu có thể kể cho con được biết không Sáu? Ông này đó hồi xưa
cách đây khoảng chừng 200-300 năm, chứ không phải nói 100-200 năm, chứ không phải 100-200 năm. Ở ở trên Sài Gòn, ở chỗ Phật Cô Đơn á. Dạ. Rồi con đi lên cho tao thăm mấy ghía cho anh rồi mới gặp đó. Để ông Sáu để lên cái gì vậy ông Sáu? Để cây nhang lên. Để cây nhang lên. Vậy đó rồi là bắt đầu mình giái gian ổng hả? Ổng quay ăn. Nè mày coi trong nhà này thấy không? Đâu không có miếng gió luôn. Dạ đúng rồi, trong nhà đâu có gió đó. Mời quay ông ơi. Quay ông lên thiên ơi. Vậy trời ơi, thiên dương địa âm nhị khí quá thần tâm quan tới kiếp. Điều kiếp lương môn nguyên tăng thế thiên lạc long linh thần thánh ông thần tài ông tà. Ông địa về đây. Vậy trời ông ơi. Ừ. Bắt đầu quay không sao đó, nữa. Thấy không? Dạ. Đó. Thấy chưa? Ôi, về sao ngồi? Về đi, ngồi tôi cúng cho ăn qua. Ừ. Chàng ơi. Đó. Đó, thấy không? Đó. Ông giống như là ông giận với mình dương sắc. Ờ, giận với mình nha. Chàng ơi. Mà nhưng mà giận trước nha. Ai vô lấy điếu thuốc rồi, điếu thuốc rồi ông điếu rồi. Dạ. Ê, mò cho ông điếu thuốc thôi, chơi cho sáng sáng sủa lên coi. Dạ, để con ra con lấy điếu thuốc cho ông. Dạ, lấy thuốc đi. Thuốc đi. Chàng ơi. Ông cứ... Đụng cái khăn đó thôi à. Đụng cái khăn đó thôi. Không dạ, có, ông không... cứ đẩy qua đẩy lại hoài luôn. Ừ, đụng cái khăn thôi. Đó, đó, thấy không? Dạ. Đó, đó, đó kéo lại đó, thấy không? Thôi. Được rồi. Nhưng mà theo như con nhìn cái khói thuốc nó bay lên đúng không sao? Ừ. Thì nó bay thẳng đứng không có một miếng gió luôn. Có miếng gió ở đâu trời, ở trong này. Dạ. Yeah. Hôm qua thằng kia nó ấy đó. Thằng kia lại nó nói cái này nó nói bộ gió hay gì đó. Gió gì. Dạ đúng rồi, không có gió ừ. đâu. Wow, khá là tâm linh. Mày có muốn thờ phượng mà để thờ phờ thờ mày thỉnh mà thờ đó mày kiếm ông có ông hổ vậy nè. Dạ. Là mới hay. Còn ông địa bây giờ đâu có ông hổ đâu. Ông địa bây giờ đời bây giờ không có. Có nào quay đó, thấy không? Dạ. Đó, thấy có gió đâu đó. Ôi, được ông ơi. Nghiệp đi. Ừ. Đó. Như vậy là trước khi ông Sáu gọi ông về là đọc con thằng chú hay sao? Đồng chú ăn như tên mày phải kêu mày lại mà ăn mới được chứ. Rồi làm sao mà ăn được? Dạ. Như mà vậy đó. Ông Sáu có thể đọc lại cái câu thằng chú cho con với quý khán giả được nghe không Sáu? Thôi. Được chưa? Dạ. Thiên dương địa âm nè. Vì khi quá thành tâm quan tới kiếu diệu kiết liên môn nguyên tán thế thiên lạc luôn âm nghinh thỉnh ông tạp. Ông địa nè. Về đây chơi. Đây cũng có chúng sanh. Ta lại đây người ta thăm viếng ông đây. Lại chơi. Đây người ta thấy ông ta cũng tin tưởng rồi. Đó, về đây chơi. Chàng ơi. Ừ. Ông đừng có quay đó, ông Nghiệp coi. Ông Nghiệp xuống coi. Đó, ông Nghiệp đi. Ông Nghiệp đi, đừng có quay nữa. Ừ. Ông Nghiệp đi. Ông Nghiệp xuống coi. Như vậy là từ xưa đến giờ là nhiều người lại đây xin năm đây nhà điếu thuốc đó không sao ha. Thì tối này nó lại đó, nó xin đó điếu thuốc còn đó. Dạ. Mà đa số là lại ban đêm không sao? Đâu có bằng ngày, ban đêm không à. Dạ. Mà không có bằng ngày. Là lại ban đêm không à? Đêm không à. Chàng ơi. Ừ. Nhưng mà theo như con được biết á thì cái nơi này không sao? Hình như là xung quanh là có rất là nhiều ngôi cái mã không sao? Mã quan không à. Dạ. Đây nè, đó như vậy mày không cúng nè, đó mà cái nồi cơm đó ông nội nào mà dở chưa rồi là vậy lại dở làm gầm gầm ăn á, ăn rồi tảng sáng lại là nó thiêu một chân à. Dạ. Vậy đó. Mà có đồ ăn mới dở, không có đồ ăn thôi. Khi nào trong nhà có đồ về ăn á là tối lại là rồi đó, dở.
Không, tao đòi mà. Tao nói mày đi chỗ khác ăn nha, mày ở đây hồi kém mày à. Vậy đó. Dạ. Nhưng mà khi mà họ lại đây họ xin số không sao? Thì họ để điếu thuốc như vậy rồi sao họ biết được số không sao? Không, người ta coi cho mày nè, nè nè. Dạ. Coi cho mày nè. Coi trong này nha. Rồi cái điếu thuốc cái tàn ống gì nè. Mình phải làm gì nha. Dạ. Gì nè. Rồi đưa, xuống đưa, gì? Rồi đưa ông gì cho ông coi. Rồi đưa bên đây gì cho ông coi. Rồi đó, rồi để đây, rồi anh thúc ra rồi là ông viết vô. Chứ không phải như không mà mình à, bây giờ á, tao nói thật cho mày chơi làm thầy á, nhóc ké mày chân à, đi lừa đảo nhóc cái chân á. Dạ. Mày thấy cái thanh long không? Cái thanh long á, bà thầy kia, bà viết một số thanh long trong cái số trong cái trái thanh long á. Mày cắt ra trái nào cũng có số hết trơn á. Đâu có được. Hay vậy đó. Trời đất ơi, mày cắt cái viết trong đó rồi. Nhưng mà cái trái thanh long còn nguyên. Không, trái thanh long không còn. Mà sau khi mà mình nhìn thì còn nguyên. Hay mày nhìn gọi nguyên à. Ngộ gì ta. Trời đất ơi, thì keo bây giờ nó dán lấy gì mà biết. Dạ. Keo bây giờ dán chiếc cây đó. Nó dán ông nội nào chưa biết nữa. Dạ, có nghĩa là những cái người thầy mà làm tiền đó. Làm tiền đó hay ông sáng nha. Như mày lại tao làm tiền mày. Cái trái thanh long á. Cái thanh long nó cắt rồi. Cắt rồi nó mua keo qua chiếc cây nè. Rồi làm lại nó dính cứ ngắt ông nội nào chưa biết nữa. Dạ. Rồi mày cắt ra có số trong á. Đó, cái đó lừa đảo người ta đó. Dạ. Tao nói thiệt mày, tao làm thầy chơi. Nhưng mà không bây giờ tao nói có cắt gì Phật này. Không có làm cái chuyện gì mà để cho sai cái lương tâm mình á. Đó, bởi vì con cái tao đứa nào đứa nấy cùng nào ngay ở Sài Gòn chứ à. Không có đất cát gì ở đây. Mà nhưng ở chỉnh này nó người ta cũng thương mến nó. Cũng có ăn vậy thôi. Giàu thì không bằng ai nhưng mà cũng có ăn vậy thôi. Dạ. Đây nè cái ly này nè. Mà một cái mày coi cái hình cái hình ông Phật bên lên. Mà nước rộng xuống vậy nè. Ông để một cái nhạc rớt xuống cái ly này ra cái tỏn này nè. Ông thổi kêu bùa một cái rồi một hai. Cái âm này nè. Ông Phật cái này nổi lên. Đó. Rồi biểu lăn qua lăn lại chơi. Đó. Cái đó là ông Ba Lứ có. Chàng ơi. Ông Ba Lứ có. Là cái ly nước bình thường. Nước bình thường. Nước ở trong chai gót ra đó. Có mình thấy luôn á. Dạ. Vậy đó. Rồi đó ông nó nặng gì là ông để cái tỏn này nè, rớt xuống dưới cái ly á. Dạ. Dạ rồi vậy đó, ông biểu ngồi vậy chơi. Rồi đó, là ngồi vậy chơi đó, lên mặt nước đó, là ông Ba Lứ đó. Mà cái tượng Phật nặng hơn sao? Trời ơi, tượng Phật bằng sừng, bằng nanh đó. Dạ. Bằng nanh heo rừng đó. À, ơi, con xin lỗi không? Đây nè. Tượng Phật này bây giờ cái hình này bây giờ mà nó mà khác cái tượng Phật nó giống cái này á, nó heo gần rồi nó thiệt mày chơi nè. Dạ. Đại quý công an bên Cần Thơ là mua chỉ vàng mấy năm trước không thèm bán. Nên heo gần thiệt đấy hay ông Sáu ha? Rồi ông nguyên si đó. Bây giờ ông Sáu dùng làm cái gì ông Sáu? Mài con thú này là mình qua nè, nè mài cũng như hồi đó nó dày nè. Dạ. Mài nè, còn như nè. Mài uống hay ông Sáu ha? Mài cho người ta bệnh ma đó. À, chị tà đó hay ông chị sao tà hả? Chị tà không anh. Dạ. Bây giờ thì con thấy hay có cái vụ mà bị hành xác đó không sao, giống như là ông này nhập bà kia nhập rồi rồi nó nói đó chị này nè. Dạ. Thằng kia nó đi nó như mày á, nghèo khổ mà mà đi cắt lúa. Dạ. Cắt lúa ở trong ở lớp giò nè, cắt lúa rồi đàng hoàng xong đi nó lại cái mã của người ta. Hai ba đứa gì nó dậm trên cái mã người ta đang bắt chuột á. Rồi tao ngồi tao nhậu đó đó. Ngồi nhậu đó cái nó xuống đứng chống nành nha. Nó la lên nó tản sáng nhậu rồi ha. Nó la cũng như nó cha mình vậy. Dạ. Rồi làm thinh. Cái ông già nó như mày nó nói. Trời ơi con nói kỳ vậy. Cái gì mà kỳ. Sáng nhậu rồi. Nói gì thôi đồng bọn. Tao mới lấy cái hầm ra cái hầm này nè. Lấy ra tao để nó. Ê mày vô hầm sống nha. Nói gì bắt đầu rồi từ đó nhiêu đó bắt đầu nó xá nó lại. Nó nói con xin lỗi. Con xin lỗi con không biết thôi. Là cái hồn này hay không sao? Hồn nó bắt hồn. Bắt ma mày bỏ vô. Là hồn là ở đầu ảnh xuất ra liền. Tao bỏ mày vô hồn mày thấy mụ nội mày.
Xích ra. Dạ. Xích ra xin lỗi liền. Ông Sáu có giống như là những cái tấm bùa, cái lá bùa của ông Sáu là ông Sáu tự vẽ ra hay là ông Sáu có sưu tập gì không Sáu? Ông thầy cấp. Dạ. Ờ. Bây giờ ông Sáu có cắt ở đây không? Có chưa? Cho con xem với ông Sáu. Cái lá bùa mày nói lá bùa để trì tà đó hả? Dạ. Rồi rồi. Lá bùa này lá bùa kia đâu đó ông Sáu? Rồi rồi có. Dạ. Cái ông cấp là năm 211 tới giờ đó là về tính mấy năm nay? 2011. Cái cuốn sách 211, ủa 2 năm, 211, 212 đó, tới giờ đó. Cái cuốn sách đó hả ông Sáu? Thầy cuốn sách bùa đó. Dạ. Khá là ấn tượng khi con tìm được đến nhà của ông Sáu. Dạ thưa quý vị khán giả, thì ngay trong ngày hôm nay ông Sáu sẽ cho quý vị khán giả mình cùng xem những cái lá bùa lỗ ban nha. Lùa lỗ ban, lỗ ban mà chỉ dạ. Bệnh tà ma là kia thôi. Nè, nè lại coi đi, lấy hình chụp đi nè. Dạ. Nó nè, đó. Cái này là bùa gì ông Sáu? Bệnh tà lỗ ban đó. Ví dụ như lại nhà mày mà phá thấy mày sao đã ếm cái này nè. Em cái này là cái chuông nó gõ hoài gầm gầm tối đêm nào mày đấy đâu có ngủ được. Là mình còn mình gỡ. Mình gỡ cái này. Mình mới thấy mẹ ếm nó rồi mới nếu mà có cái chữ bùa mà nó ếm rồi thì mình lấy cái này mình gỡ. Dạ. Ờ. Chàng ơi cái cuốn này cổ dữ lắm không sao rồi. Tại năm 200 mấy rồi mà. À chuột nó cắn nè, nè. Chàng ơi. Nè. Cái giấy này đâu phải rồi, đâu phải giấy thường mình đâu. Còn bùa này là bùa gì không sao? Cũng lô ban không à. Nhưng mà nó làm về cái không gì không có nó trị đủ thứ. Dạ. Cái nào làm đấy. Còn cái này là bùi gì không sao? Thì cũng lô ban mà nhưng mà thì ếm nhà mày đó nặng mà cho nít thì nó kêu mày hoài nè. Mẹ hai đứa nhỏ nít nè. Dạ. Kêu hoài. Đây nè, bên này cái mắt dữ nè. Đây nè, chuột cắn nè, tao hỏi mày gì nè. Nè. Đàn ông cái này đàn ông ha. Dạ. Nếu mày đàn ông thì mày gặp con nhỏ này nè, con nhỏ này nè ha, nè chuột cắn nè. Đàn bà mà ủa con gái thì nó gặp thằng này nè, cái này là mắt dưới nè, mắt đằng dưới, mắt dưới đó. Cái này là nếu bị vô mặt thủy là nhập nhỏ này ngồi nói chuyện hoài nè. Dạ. Cái chàng dạng cái nó xuống dưới nữa đêm nó giết gì đó là bị thằng này nè. Là mình dùng cái bùa này đặng bùa là bùa này mày ép nó là nó ra liền, gỡ nó đó. Dạ. Vậy thôi. Ồ, rất là quý luôn ông Sáu ơi. Như vậy là ông Sáu học thuộc lòng hết chưa hay là thuộc lòng cái nhá, còn phải coi không, cái vẽ được không Sáu? Không coi nữa. Dạ. Không coi nữa. Cái này giống như thằng chú vậy không Sáu? Thì thằng chú. Dạ. Là hồi xưa ai truyền lại cho ông Sáu thì ông cuốn này ông Sáu? Ông ấy đó. Ông Ba Lưới ha. Ba Lưới đó. Trời ơi, ông ấy có cho anh. Đây mà có, đây nè. Như mấy cái chú này nè. Dạ. Dễ gì nè. Cái này mà ông nội thằng nào mà nói bây giờ mà mày đi kiếm, mày hỏi hết trơn mấy ông thầy nè. Thử làm gì có cuốn 215 nè, 221. Dạ. Đó, vậy đó. Cái miếng giấy là nó rất là mỏng luôn. Trời ơi nó mỏng lét à. Nó không phải bằng giấy mình. Chứ không phải bằng giấy mình nó lem luốc hết trơn rồi. Có nghĩa là ông Sáu học thuộc lòng mấy cái này hết. Thuộc lòng hết trơn rồi. À có cái tiếng gì tiếng Việt cái này sao? Cái này dịch ra nè. Dạ. Cái này dịch ra. Nếu mình làm cái này phải đọc câu chú này. Dạ. Chèn ơi. Vậy thôi. Là mình nên ông Sáu ẩn mình ở đây để tu luyện. Làm hoài tới. Dạ. Còn ông Sáu ơi, ông Sáu cho con hỏi thăm á, khi mà mình gọi một cái vong cho nó xuất ra khỏi cái xác ông Sáu thì ông Sáu đọc cái thần chú gì ông Sáu? Dạ ha. Dạ. Giờ nó có nhiều con chú lắm, nhưng mà có con chú mà cho nó ra đó ha. Dạ. Thì mình không có cần tới con chú của Phật. Con chú của Phật thì nó còn mau nữa. Mà những con chú của Phật đâu có cho mình con chú thôi chứ đâu cho mình viết cái chữ, biết không? Dạ. Chứ Phật có câu chú của Phật thôi, của ngài A Nan đó, câu chú đó là trừ hồi đó Phật Thích Ca đó.
ông Sáu đọc cho con một câu chú đi. Gì hen? Dạ. Ăn mình đi xà lo cà thóng này mày biết bà dắt anh đi dắt anh giấu. Mày dắt nó đi mày phải dắt nó giấu là nó mày sợ mày nó đi. Câu chú á, câu chú cái đó mình lỗ bàn biết không? Dạ. Đó. Cái đó mình lỗ bàn là ví dụ như mày muốn không cho nó ở thì mày phải đọc câu chú. Vậy đó. Là nhanh dữ vậy không sao? Hả? Nhanh dữ vậy? Thì nó dễ mà câu chú nó đâu có mà chậm tập được nè. Còn như cái này nè. Cái này nó ấy mà cái mấy ông tướng tứ sắc nè. Dạ. Nè. Cái nhà mà ấy mấy ông tướng tứ sắc nè mày đâu có ngủ được. Là không ngủ nghe gì được. Ngủ gì được nó chạy vòng vòng hoài làm sao mày ngủ, chạy vòng vòng ngoài trong nhà làm sao ngủ. Đây nè. Đó. Dạ. Rồi cái cách quá giải nó làm sao không sao? Dạ nè. Dạ. Thiên dương địa âm, nghị khí của thần tam hoàng tế chiêu, diệu kiết lần mù nguyện tán thế thiên lạc lưu âm nghinh thỉnh gia đình. Hải binh. Tà thần bất khả kháng, thần linh tá hạ nhất, tẩy quế thiên tôn nghị, tẩy quế địa linh tam, tẩy quế đồng, lại tá hạ thường, sanh quế trượt thiên tôn. Sát thần thủy khắp trừ tà sát quỷ, nó chạy như cái eo liền. Chen ơi. Trời chạy như cái eo. À như vậy thì con cũng hiểu rồi. À, có nghĩa là cái cuốn tập này là chỉ là ghi những cái lá bùa để mà cái sử dụng. Đó, sử dụng. Để sử dụng thôi. Sử dụng ví dụ nó ấy mày, cái, mày lại mày nói, ơi. Thầy ơi sao mà bằng đêm cái nhà tôi làm gầm gầm ngoài lúc này á thấy ngay đánh ấy mày mấy ông tướng tôi sắc này dễ gì. Dạ cái đầu cái mình mới đọc cái câu thần chú ông sáng vừa nè. Con ngựa nè. Dạ. Ông tướng nè. Ông tướng ngựa nè. Ông tướng này sai mấy con ngựa này chạy rồi nó chạy vòng vòng đi ngoài nè. Dạ là không có ngủ nè. Nghe gì được. Ngủ cái gì chạy vòng vòng ngoài sao mày ngủ. Đó. Chàng ơi. Cái này mà nếu mà mấy ông thầy học lớp nè hả. Lại mua cuốn này mày không biết bao nhiêu tiền của nó. Nhưng mà không bao giờ có nhiều người hỏi tao biết bao nhiêu mà tao không có bán. Dạ con thấy cái này cổ dữ lắm cổ. Đại được. Mày thấy gì là mày biết. Mày biết là gì nè. Mày có nói vàng giấy vậy đó nè. Dạ. Mà không phải giấy mình đâu. Cái này giấy hồi xưa là giấy lâu xưa lắm nè. Rồi sao. Bởi vì mày coi nó không có lem nè thấy không. Phải bây giờ nó lem mẹ nó rồi. Dạ. Đây nè, nó nói gì nè. Còn cái này là cái gì không sao? Cái bằng cái chuông đó. Cái chuông này nè. Bằng đêm cái mày nghe nó gõ gì là hắn nè. Nè, chuông này nè. Nhà mày đó. Dạ. Ừ, chuông nè. Bằng đêm mà mình nghe gõ gì là anh này. Là ăn đó đó. Em cái này đây. Ừ. Rồi mình giải làm sao không sao? Trời ơi, chi cho hoài vậy? Không. Dạ dạ. Như thôi. Dạ được rồi, vì con biết rồi. À, có nghĩa là những cái câu thần chú. Cái nào đó, là có chú nấy, vậy thôi. À, câu thần chú thì ông Sáu sẽ giống như là cắt lại sợ người ta học lớn hay ông Sáu ha? Trời tôi. Người ta học lớn cái đầu người ta đi hại người hơn Sáu ha? Bây giờ thầy nó làm tiền mày bá ban đi. Dạ. Thầy vậy đó. Thí dụ mua cuốn này nó không bán nè. Thí dụ như người ta muốn sử dụng một cái lá bùa đó thì người ta chỉ cần vẽ ra. Phải cần cái này. Vẽ y gan cái lá bùa này. Y gan lá bùa này. Rồi bắt đầu cái ém. Em nó mày đốt cho nó uống là nó tan liền, đi liền. Chàng ơi. Đốt liền cho nó đi, đi liền. Mà phải đọc con chú đó, con chú này. Dạ. Ừ. Ồ, khá là ấn tượng với ông Sáu luôn. Một mình ẩn mình trong một cái am cốc. Đọc cái câu chú này nè. Thiên hoàng địa hoàng, thiên linh địa thị, thiên linh thủy qua tình nhật kinh và kiếu kèm bên đất cộng quỷ thần khinh. Rồi đã tà sát quỷ nè, nó để chữ là đã tà sát quỷ. Yeah. Thì nó đi liền, đã tà sát quỷ là tức đánh mày đó, đánh ma tà đó. Yeah. Là đã tà sát quỷ là đi. Còn những người mà bị trong bụng có lưỡi lam với có đinh đồ không sao? Ôi. Khi mà đi mổ ra sao là có chồng là bị ém gì không sao? Thì nó em ra nó em cái là đám thượng nó em. Dạ. Đám người thượng á, đám người thượng là em đinh. Bởi tao có đi ra ngoài dùng máy tao biết. Dạ. Đám thượng mình kêu thằng thượng nó kêu mình kêu nó ra ngoài mày này, kêu nó thằng thượng được mà kêu nó ngoài làm tối nó giết mày đó. Dạ. Nó là thằng thượng. Nó cái bùa đó đó. Bùa cũng thượng. Ông đinh hay ông Sáu hay không? Ông Sáu như ông Sáu gỡ được không Sáu? Trời đất ơi, nó thề rồi. Tao ra ngoài với nó 9-10 tháng trời nè, tao lấy thuốc sừng lọc nè. Nhưng mà mình không bao giờ nó dạy. Nó dạy dòng họ nó thôi. Không bao giờ nó dạy người nào hết.
dùm họ nó, con của đó nó dạy vậy thôi, không có dạy đứa nào, đừng có nói đi học bù con thượng mất công. Cái nhà của nó vậy nè, nó không thèm đóng cửa luôn, nó vẽ, nó lấy đất xình, nó dạy tao nó lấy đất xình vậy nè. Lấy đất xình nó quơ gì đen, rồi mày bước lên đó một cái một đi, rồi đó mày bước nó viết cái chữ bùa, rồi mày bước trên đó một cái đi, bắt đầu mày đi, nó thấy mày bước vô rồi mày đi rồi gì đó, mày về nó lấy cái đinh nó đóng ngay chỗ đó cái một, mà mày sưng gì dài lên gì đó, sưng luôn, chỉ cần bước vô nhà thôi, bước vô cái cục đất mà nó đất xình nó tha đó. Dạ. Mày bước đó cái một đi, lấy cái đinh đóng nó là mày ở đây, là bắt đầu rồi từ từ dứt, cái bắt đầu nó sưng dài lên nhỉ, cứng giò luôn, đi không được luôn. Chèn ơi, trời, tao mới sống ở ngoài đây mà, sống với đám thượng ngoài đây mà. Như vậy là chiên hại người không sao? Thì nó hại mà. Còn cái đám rễ của nó về nó giăng cây dây chuối ngang, mày đố mày dốt vô được á, nó không có vô. Dạ. Rồi ngải của nó hả, ngải giữa nhà của nó hả, nó gì nè, nó thảy, nó một bữa tối lại nó thảy con gà nó cho ăn đó, cho ăn cái một rồi là còn lông không à. Chèn ơi. Không có còn thịt. Là con gà sống mình. Con gà sống mình nè. Cái loại bình thường thảy vô bụi ngải. Mày thảy vô nó cho ngải cho nó ăn, một tuần lễ cho nó ăn là cái nó rủ xuống gì bắt đầu. Chừng mày đi chỗ khác đi, hồi đi là còn lông không đó, tại đó đó. Chèn ơi. Đám thượng bùa hay lắm. Là ông Sáu sống chung là 8-9 năm. 8-9 tháng, tao lấy thuốc sàng lọc đó. Dạ, 8-9 tháng. 8-9 tháng ở ngoài đó đó. Mà không có lộ cho ông Sáu biết nha. Không có chỉ, nó nói rồi đàn bà à. Bây giờ ông thần tài, ông Thổ Địa cho số rồi nè. Coi là giống cái hình không? Giống hình ổng không? Coi là hai con mắt, bên đây con mắt mẹ thấy không? Dạ. Thấy cái mặt mắt của mẹ không? Nè. Đây nè, chỗ này con mắt thấy không? Chỗ này cái miệng nè, thấy không? Dạ. Rồi. Còn thấy số rồi ông Sáu ơi. Thấy đừng có nói ra. Dạ. Thấy đừng có nói. Không được nói luôn ông Sáu ha. Không có nói. Thấy đừng có nói. Thấy nói cái chú nữa, nó viết lại số khác liền á. Là mày chết luôn á. Có nghĩa là con nhìn ra số nhưng mà con không được nói. Không được nói. Không ơi. Ông này cho rồi, hen. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Ông khá là linh thiêng. Dạ, dạ thưa ông Sáu. Nhưng mà người ta bị ém bùa lại ông Sáu, ông Sáu cứu được không ông Sáu? Được. Trời ơi, nó nói nãy giờ rồi, tao nói được mà. Dạ. Ma tà nó mới được, nghe. Ma tà nhập. Thì chỉ ma tà là cái đó, nói giờ thành phần ma tà thôi. Dạ, còn mà bị ém những cái bùa khác đó, ông Sáu gửi. Ví dụ như thằng Thượng là không có được. Bùa con Thượng là ém đinh là không có được. Dạ. Tao dẫn lên ông thầy. Lấy bùa thượng á, nếu mà vậy là dẫn lên ông thầy ở Châu Đốc tao nói mày đó. Dạ. Nhưng mà ông Ba Lưới hình như mất rồi ông Sáu ơi. Còn hàng con. Dạ. Ừ. Còn con ổng cũng được mà, nhưng mà không bằng ổng thôi. Khá là linh luôn. Dạ thưa ông Sáu có xài số điện thoại gì không ông Sáu? Có. Ông Sáu nhớ số không? Nhớ nha. 0971 0971 242 242 684 684 Rồi đúng. Dạ. Thưa quý vị khán giả, thì vừa rồi ông Sáu có đọc số điện thoại của ông Sáu. Cho quý vị khán giả cũng như là quý vị nào mà có cần sự giúp đỡ từ ông Sáu, thì ông Sáu chỉ làm được những cái việc như là trị tà ma giải căn hành căn rồi giống như là giúp cho vợ chồng làm ăn buôn bán gì làm thôi. Ăn buôn bán đời sống hòa thuận vậy rồi vậy thôi. Nói chung là không có hại người như quý vị khán giả. Dạ thì không có hại được. Cứ liên hệ với ông Sáu để ông Sáu giúp đỡ nha. Dạ còn việc xin một cái tài lộc từ ông thần tài ông Thổ Địa thì cứ gọi với ông Sáu để xin phép, thì ông Sáu sẽ cho sao nha. Gọi lại đó. Phải lại đây trực tiếp mới được ông Sáu ha. Lại xin ổng. Dạ. Chứ tôi đâu có lên xác lên hồn gì mà cho. Dạ. Dạ thưa ông Sáu, thì ngày hôm nay ông Sáu con có ghé thăm am cốc của ông Sáu á,
thì cũng biết được ông Sáu là người tu tập ở trong Am Cốc suốt mấy mươi năm rồi. À, cho nên ông Sáu không có cái nguồn kinh phí á. Không có doanh thu gì hết á. Dạ, thì ngày hôm nay con cũng có một chút ít tấm lòng. Con xin gửi ông Sáu ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thiên Dương Địa Âm, Nhị Khí Quá Thần Tam Quan Thế Chiếu, Diệu Kiết Lương Mô Nguyên Tán Thệ. Thiên Lạc Lưu Âm Minh Thỉnh Gia Đình cũng của đứa cháu này. Trong trong cánh họ đặng binh đó. Đó là mẹ. Đầu năm những cuối năm rồi. Cho gia đình mạnh khỏe. Đây nó gửi tiền cúng dường đây. Đầu lượng nhỏ là mẹ chị Thánh chị Thần. Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Tam Sư Tổ Sư, Tam Giáo Đạo Sư, Phật Tổ Ngâm, Phục Khi Thần Nông, Văn Dương, Châu Công, Khổng Tử, Thác Thập Nhị Hiền, Bát Bộ Thần Tiên, Ông Duyên Thủ Thành, Quỷ Cốc Tiên Sanh, Chi Thánh, Chi Thần, Đồng Lai Chứng Kiến cho đứa cháu này, cho làm ăn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, thì con cũng xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của ông Sáu đã gửi đến con, cùng với quý vị Phật tử cũng như là quý vị khán giả gần xa trong ngày hôm nay. Và con nguyện cầu chúc cho ông Sáu luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và bình an mỗi ngày. Và Nam Mô A Di Đà Phật, con chào ông Sáu nha. Dạ, dạ mừng. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tam Sư Tổ Sư, Tam Giáo Đạo Sư, Phật Tổ Ngâm, Phục Khi Thần Nông, Văn Dương, Tô Công, Khổng Tử, Thích Thập Nhị Hiền, Bát Bộ Thần Tiên, Ông Duyên Hữu Thành, Quỷ Cốc Chiên Thanh, Chi Thánh, Chi Thần, Đồng Lại Chiến Kiến. Con mời Đức Quan Thánh Đại Quân về đây, con trình các vị Phật. Con có sát tướng và các vị, con ở bên sát tướng là bên Chi Thánh Chi Thần. Và về đây, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chi Thánh Chi Thần, Gây Quan Hỷ, Tạch Xá Tịnh Quang Minh, Hùng Sự Quá Chi Kiết, Phước Lập Họ Trùng Tăng, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban hành Đạo Duyên Minh Thánh Kinh khắp trong trời đất, Thái Thượng Lão Quân, Tam Giới Sanh Chúng Sanh Ngũ Ngạc Lâu Điện Thần, Ngũ Hồ Tịnh Tứ Hải Nhật Nguyệt Đổ Tinh Thần, Thiên Hạ Thần Hoàng Thí Phụ Định, Dạng Phương Thổ Địa Các Tình Hành, Trị Niên Trị Ngoạt Tướng Trị Nhật Trị Phật Thần, Dạ Sai Sát 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 Nhật Lệnh Hào Khí Quynh, Giảm Lai Giam Sát Bắc Hào Kiệt Thần, Hội Đồng Gia Trạch Thần Trước Tư Mạng Quân, Như Hữu Kiền Tụng Nam và Nữ, Tóc Tóc Báo Di Dân Hoạt Tứ Phước Chư Thọ, Ấn Như Giữ Tồn Chư Thần Nghe Đẹp Vui Thay Lại Trong Nhà Cửa Ngày Dài Quang Minh, Hiện Giữ Quá Chuyện Lành Lại Thêm Phước Thọ Dần Lên Trên Vì Thái Thượng Lưu Cùng Trong Tâm Giá Chư Thần Giác Linh, Thần Ngũ Nhạc Lâu Đình Hiện Hẹn, Thần Ngũ Hồ Bốn Biển Duyên Thông, Đôi Dần Nhật Nguyệt Tây Đông Bắc Nam Đủ Phú Xoay Cùng Nơi Nơi, Thần Hoàng Khắp Dưới Thời Giang Lĩnh, Thổ Địa Trong Môn Cảnh Nghe Kiền, Tướng Trị Ngoạt Tướng Trị Niên Thần Kiên Trị Hiệp Thần Kiên Trị Thời, Sắc sắc sai niệm sai tăng sóc hạo các bên ngài chót xem coi. Qua qua là lại sắc thoai mỗi niềm tinh tế chẳng thai phân ngờ. Thành gia trạch hậu giàu chứng kiến đức phá quân cứ về trực cận. Ai mà tùng này mang cần, hoặc trai hoặc gái tấu văn biết liền, hoặc ba hiểm thước duyên thọ thảo, hoặc cho thêm con thảo cháu lành, môn thành tối đấu thiên hình, dưới trời đô đó ban hành giấc mau. Đế vốn học xương thu lượng mạnh, lão thâm kinh thánh diện hàng. Trước là tiêu bể dạng tiền giữ mình chỉ nước ổn y khi gần phải giúp gặp lúc quỳnh cây rối loạn hòa binh thư tới phước hạ dân 15 siêu giác tiền thân chẳng an đêm ngủ chưa tàn đánh dẹp giặc lũ đồ trong rủi non sông vừa buổi chưa ba đâu mà đến gặp đức ta đau mòn ngựa mỏi sức đà cánh gì con xin cảnh cáo đức quận quan thánh đại lễ quỳnh con đọc cô chú quận ra mà ở trên nè trời ở dưới giường này là có ẩm đó, nhà Đức Quan Thánh này luôn, đồ lớn như chúng sanh, từng bị gia hộ Nam Mô A Di Đà Phật.